Giới thiệu với các bạn vị thuốc cắt căn. Vị thuốc cắt căn là dễ phơi hay sấy khô của cây sắn dây. Tính vị, ngọt, cay, mát. Quy kinh tỳ vị. Tác dụng, giải cơ thoái nhiệt, mọc ban trẩn, sinh tân chỉ khát, thăng dương chỉ tả. Chỉ định, chứng ngoại cảm biểu chứng, ta uất hóa nhiệt, phát sốt cao, sợ lạnh ít, đau đầu, miệng khát, rêu lưỡi vàng mỏng thường dùng cùng với sải hồ, hoàng cầm, bạch chỉ như bài xải cát giải cơ thang. Điều trị biểu chứng phong hàn, sợ lạnh, không mồ hôi, đau mỏi cổ gáy, thường phối hợp với ma hoàng, quế chi, bạch thực như bài cắt căn thang. Điều trị ban sởi không mọc, thường dùng cùng với thăng ma, bạch thược, cam thảo như bài thăng ma cắt căn thang, cũng có thể dùng với bạc hà, ngưu bàng tử, kinh giới chứng sốt cao, khát nước, âm hư tiêu khát, thường phối hợp với lô căn, thiên hoa phấn, chỉ mẫu. Điều trị tiêu khát thì thường dùng cùng với ô mai, thiên hoa phấn, mạch môn, đẳng sâm, hoàng kỳ như bài ngọc tuyển hoàn. Chứng tỳ hư tiết tả, thường dùng cùng với nhân sâm, phục linh, cam thảo như bài thất vị bạch chuột tán. Liều dùng 10-15 đến g Tác dụng dược lý Cắt căn có tác dụng giãn vi mạch ở não, giãn động mạch vành và tăng cung lượng tuần hoàn vành, giảm mức tiêu hao oxy cơ tim, giảm huyết áp, ức chế tụ tập tiểu cầu, chẹn thụ thể beta. Trên đây mình đã giới thiệu tới các bạn vị thuốc cắt căn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video.